cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở ban ngành liên quan đến vụ cần cầu đứt cáp trên cầu cửa lớp dẫn tới đè một người tử vong. Hiện trường vụ việc thuộc gói thầu số 21 xây mới cầu cửa lớp 2 và sửa chữa tăng cường cầu cửa lớp cũ do công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương là đơn vị thi công. Đây là gói thầu thuộc dự án thi công nâng cấp mở rộng đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận DT994 do Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Theo nhà thầu thi công cầu cửa lớp 2, cần cầu bị gãy hiệu Hitachi KH1803, số chế tạo 2421125, số kiểm định 03766MXD HESCO có hiệu lực đến ngày 9 tháng 3 năm 2024 do Công ty Trách nhiệm hữu hạng một thành viên kiểm định an toàn thiết bị Hà Nội thực hiện. Thời điểm khoảng 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 2 xảy ra tai nạn, cần cẩu đứng trên xà lan số hiệu SG9874 có đăng kiểm số 0130823 v 62 có 3 công nhân đang thi công do Dương Hữu Công, sinh năm 1982 vận hành, thi công nhổ cọc ván thép trụ T7 cầu cửa lớp 2. Báo cáo tại cuộc làm việc, chủ đầu tư cho biết dự án có giấy phép thi công đầy đủ, kiểm định của các phương tiện còn hiệu lực. Cần cầu bị sự cố thuộc quản lý của đơn vị thi công là công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương, đơn vị này cũng đã có báo cáo nhanh về sự cố xảy ra. Theo báo cáo, tai nạn từ công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 27 tháng 2, đơn vị đang vận hành cần cầu để thi công công trình cầu cửa lớp 2, thì xảy ra sự cố cần cầu đổ về phía cầu cửa lớp cũ, đè một người đi đường đang lưu thông bằng xe máy trên cầu. Phía công ty xác định bước đầu nguyên nhân do có một cơn gió giật mạnh, bất ngờ làm cần cầu đứt cáp cương, cần cầu bị xoay ngả về phía cầu cửa lớp cũ, đầu cần cầu va vào lan can và gãy đè lên nửa mặt đường gây ra tai nạn. Đại diện công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, công ty đã cắt cử người túc trực đưa nạn nhân vào bệnh viện chờ người nhà đến. Sau đó cùng với người nhà đưa thi thể nạn nhân là anh VVD, sinh năm 1981, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về quê lo hậu sự. Anh D có hai con nhỏ, chúng tôi vẫn liên tục cử người ở cạnh để chia sẻ mất mát với gia đình, sẽ cùng gia đình tìm phương án giải quyết. Đại diện đơn vị thi công cho hay sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ đạo giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thành lập tổ làm việc khẩn trương tiến hành làm rõ sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công công trình. Theo nhận định sơ bộ ban đầu, khi nào qua kiểm tra xác định đảm bảo các điều kiện an toàn thì mới cho phép tiếp tục tổ chức thi công công trình liên quan đến vụ hai người đi xe máy chặn đầu ô tô hành hung tài xế ở vành đai 2 trên cao, mới đây công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội ra quyết định tạm giữ Trần Văn Hiệp sinh năm 1986, trú tại Hòa Bình, Green City, 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Hà Nội và Trịnh Thịnh sinh năm 1980, trú tại Tham City, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra. Hiệp và Thịnh đang bị tạm giữ tại công an phường Minh Khai để cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai củng cố hồ sơ vụ án. Tại cơ quan công an, Hiệp và Thịnh đều tỏ ra lo lắng khi sắp phải đối diện án tù. Hai người này cho biết bây giờ họ chỉ muốn gặp những người bị hành hung để nói lời xin lỗi. Khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, tôi chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai. Đến chân cầu Vĩnh Tuy thì có người đàn ông ngồi trên xe ô tô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt vào tôi. Bị như vậy, tôi bức xúc đuổi theo ô tô của họ lên trên đường vành đai 2. Lúc đó, lái xe ô tô đi nhanh quá, bọn tôi không đuổi kịp. Sau đó, biết được xe trắng phía sau ghi hình tôi liền chặn đầu xe yêu cầu người phụ nữ không quay clip nữa, hiệp lý giải. Hiệp đi sang phía cửa lái đập kính, nói không được quay nữa và di chuyển tiếp. Đi được một đoạn, hiệp bị một chiếc xe màu trắng khác hạ kính chửi và cũng quay clip. Tôi thò tay vào xe gạt điện thoại của người đấy xuống. Khi hai bên dừng xe thì xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát, Hiệp cho hay. Trần Văn Hiệp khẳng định biết rõ đường vành đai 2 trên cao chỉ dành cho ô tô cấm xe máy, nhưng do không kiểm soát được cảm xúc khi bị nhổ nước bọt nên vượt lên để đuổi theo rồi dẫn đến vụ ẩu đả. Khi hỏi về những mâu thuẫn xô xát dẫn đến hậu quả người thương tích, kẻ tù tội, Hiệp thừa nhận do giây phút bất kiểm soát nên anh ta chưa tính toán được hậu quả. Bây giờ thì sự việc xảy ra rồi, tôi mới nhận thức được hành vi của mình là sai, Hiệp ân hận. Tài xế Hiệp cho biết có sử dụng một chút bia buổi trưa. Khi về nhà tôi cũng không biết clip được đăng tải lên mạng xã hội, đến khi cơ quan công an triệu tập mới biết. Ngồi sau xe của Hiệp và cũng tham gia trong vụ hành hung, Trịnh Thịnh Khai ban đầu có can ngăn hành động của bạn mình. Tuy nhiên, khi bị chiếc xe ô tô chèn ép, Thịnh cũng bức xúc dẫn đến không kiểm soát được hành vi thấy Hiệp bị hai người đàn ông trên ô tô đánh, tôi ra giải vây. Hành động thò tay vào cửa ô tô không phải cướp giật như mọi người nghĩ mà yêu cầu người trong xe, không quay clip, thịnh lý giải. Công an xác định khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị A trú tại Hà Nội điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E đi trên đường Vành Đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy, ngã Tư Sở. Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, thì bị xe SH màu da cam biển kiểm soát 29H1 do Trần Văn Hiệp điều khiển chở Trịnh Thịnh lạng lách tạt đầu xe ô tô đập vào xe của chị A rồi chửi bới. Sau đó Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường Vành Đai 2 trên cao và gây gỗ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng, dẫn đến việc hai nam thanh niên trên xe ô tô này xô sát với Hiệp và Thịnh. Công an phường Minh Khai đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự, Xác minh vụ việc xác minh nhân thân hai nam thanh niên đi ô tô màu trắng, biển số, biển kiểm soát 30K840.XX. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi đối với 4 bị can. Nguyễn Thị Lài, sinh năm 1997, trú tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Trần Thị Lợi, sinh năm 1957. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1985, cùng chú tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Triệu Thành Long, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1994, trú tại Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo kết luận điều tra, vào năm 2017, Nguyễn Thị Lai sang Trung Quốc lấy chồng. Đến tháng 5 năm 2023, Lai từ Trung Quốc về Việt Nam thăm bố mẹ đẻ tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian này, qua mạng xã hội WeChat, Lai mời Triệu Thành Long sang Việt Nam chơi, đồng thời đề cập việc tìm vợ Việt Nam cho Triệu Thành Long và được Long đồng ý. Đến tháng 8 năm 2023, Long nhập cảnh vào Việt Nam và đến ở nhà Lai. Sau đó, Lai đưa Long đến nhà bà Trần Thị Lợi, bà nội của Lai và là bà ngoại của bị hại, và Lê Thị Mỹ Hạnh, mẹ đẻ của bị hại tại thành phố Cần Thơ chơi. Tại đây, Lai giới thiệu gia cảnh của Long rất giàu có và đang có ý định tìm vợ người Việt Nam. Thông qua Lai, bà Lợi và bà Hạnh đồng ý gả chó Nguyễn T.K.A. sinh năm 2011 cho Long với xính lễ là 150 triệu đồng và một cây vàng. Lai nói với Long là cần phải chi số tiền 13,9 vạn nhân dân tệ, tương đương 400 triệu đồng mới lấy được cháu A và Long đã chuyển toàn bộ số tiền này cho Lai. Tuy nhiên, sau đó Lai chỉ đưa một cây vàng và 100 triệu đồng cho gia đình bà Lợi và hứa sẽ trả nốt số tiền 50 triệu đồng còn lại khi cháu A sang Trung Quốc. Khi biết mình sắp phải gả cho Long, cháu A không đồng ý và yêu cầu bà ngoại và mẹ trả lại tiền cho Long. Bà Lợi và bà Hạnh đã đe dọa uống thuốc sâu tự tử để ép buộc cháu A đồng ý lấy triệu thành Long. Sau đó, Long trở về Trung Quốc bằng đường hàng không, còn lại thuê người đưa cháu A xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch. Nhưng khi đang di chuyển đi sâu vào nội địa Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau khi biết cháu A bị bắt, Triệu Thành Long yêu cầu lấy lại tiền nhưng bà Lợi, bà Hạnh và Lai đã sử dụng hết số tiền này nên lại hứa sẽ tìm một người phụ nữ khác để Long lấy làm vợ. Ngày 26 tháng 10 năm 2023, cháu A được trao trả về Việt Nam qua địa phận huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, từ những thông tin do cháu ca cung cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng nhận định đây là vụ mua bán người dưới 16 tuổi qua địa bàn khu vực biên giới, nên báo cáo Cục phòng chống ma túy và tội phạm xác lập chuyên án CB1023P do Đại tá Bùi Đức Trung làm trưởng ban chuyên án. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của bốn đối tượng Nguyễn Thị Lài, Trần Thị Lợi, Lê Thị Mỹ Hạnh, Triệu Thành Long phạm vào tội mua bán người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 điều 151 Bộ luật hình sự hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định